Và chị Kim Nhung có thể post bài để chúng ta ôn lại một lần nữa 28 ân đức của thiền. Hôm nay Nguyên Như sẽ cố gắng đi xong hết cái bài này để chúng ta bài mới nghe kia quý vị. Sa thú. Dạ Nguyên Như con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể làm đầu tàu để đọc bài cho lớp. Dạ con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Một lần nữa con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô và kính chào tất cả quý Phật tử. Bây giờ sư Xuân Phong đọc trước. Ân đức thiền có 28 điều. Một, Attana, xin lỗi, Attanang Rakkhati, bảo vệ gìn giữ thân thể được khang kiện, được tráng kiện. Số 2, Ayun Đề Tí, có công năng tăng tuổi thọ. Số 3, Ba Lăng Đề Tí, tăng sức mạnh. Số 4, Hoa Dần Bí Đa Ha Tí, đóng hẳn tội lỗi. Số 5, Á Giá Sang Quy Nô Đề Tí, không cho mất danh dự, tài lộc. Số 6, Giá Sa Mu Ba Nề Tí, đem lại danh dự, danh vọng. Số 7, Ara Tinh Ná Xá Giá Tí, làm cho tiêu mất sự không hoan hỷ. Số 8, Na Tinh U Ba Nề Tí, làm cho phát sanh sự hoan hỷ. Số 9, Ba Dần Apano Tí, dứt hẳn sự sợ hãi. Số 10, Về Ra Sa Dần Caro Tí, tăng lòng dũng cảm. Suy nghĩ tới đây là xong rồi phải không? Rồi mời vị kế tiếp nghe. Có số 11, Cô Xá Giá Má Bana Tí, làm dứt trừ sự biến nhát. Số 12, Viriya Má Bí Xá Dân Tí, làm phát ra sự tinh tấn. Số 14, Raga Má Ba Nề Tí, làm dứt trừ tham luyến. Số 14, Đô Xá Má Ba Nề Tí, làm dứt trừ sân hận. Số 15, Mô Hăng Ha Nề Tí, làm dứt trừ si mê. Số 16, Ma Năng Ha Nề Tí, làm dứt trừ ngã chấp. Số 17, Quá Tí Tá Cá Ba Dề Tí, làm dứt trừ suy nghĩ. Số 18, Chích Tề Cá Gá Cá Rôn Tí, làm cho tâm định. Số 19, Chích Tăng Sanh Tá Giá Tí, làm cho tâm ưa thích nơi thanh vắng. Số 20, Ha Sang Gia Chê Tí, làm phát sanh sự an lạc. Số 21, Bút Tí Mút Pa Đá Gia Tí, phát sanh phỉ lạc. Số 22, La Păng Ni Pa Đá Gia Tí, làm cho phát sanh lợi lộc. Số 24, Gá Rú Cam Cà Rô Tí, làm tăng thêm sự cung kính. Số 24, Má Ná Ví Dân, làm cho được vừa lòng. Số 25, Khang Tin Ba Dê Tí, giữ gìn đức nhẫn nhục. 26, Sang Kha Ra Năng Á Sa Quang, chức hẳn lậu hoặc hữu vi. Số 27, Bá Quá Bá Thá Xá Thình U Gà Tề Tí, không làm, xin lỗi, không cho tạo nhân tái sanh trong tam giới. 28, Sang Năng Xá Năng Đề Tí, được kết quả sa môn. Wow, đây rất là hay quý vị. Rồi kính mời vị kế tiếp nha.
Dạ, con kính đảnh lễ sư, kính lễ quý cô tu nữ và kính chào đạo tràng. Con thấy không có ai đọc, con sợ mất thời gian, con xin được đọc. Ân đức thiền có 28 điều. Thứ nhất, áp tà năng rắc khá tí, bảo vệ gìn giữ thân thể được khang kiện. Thứ hai, u dùng đề tí có công năng tăng tuổi thọ. Thứ ba, ba lần đề tí tăng sức mạnh. Thứ tư, vết chằn ba đa tí đóng hẳn tội lỗi. Thứ năm, á giá sằng vi nồ đề tí không cho mất danh dự tài lộc. Thứ sáu, giá sa mu ba nề tí đem lại danh dự danh vọng. Thứ bảy, á ra tiền na sa giá tí làm cho tiêu mất sự không hoan hỷ. Thứ tám, na tiền u bà nề tí làm cho phát sanh sự hoan hỷ. Thứ chín, ba dằn a ba nồ tí dứt hẳn sự sợ hãi. Số mười, về ra sách chằn ca rồ tí tăng lòng dũng cảm. 11. Cô sách chama panati làm dứt trừ sự biến nhát. 12. Viriya mapi sách chaniti làm phát sinh sự tinh tấn. 13. Raga mapane tí làm dứt trừ tham luyến. 14. Đồ xá má bá nề tí làm dứt trừ sân hận. Dạ, con đã đọc xong. Con xin cảm ơn đạo tràng, xin cảm ơn Kim Nhung đã post bài. Dạ, Nam Mô Bụt Đại, Nam Mô Tham Mai, Mô Sân Khai. Con xin hân lòng trí tính lễ và ngồi tâm bảo. Hồng Văn Phật Bảo, Hồng Văn Phật Bảo, Hồng Văn Tam Bảo. Con xin đảnh lễ sư thông tâm, đảnh lễ chư quý sư chú ý cô tu nữ và toàn thể đạo tràng. Con các bài mới bắt đầu, bắt đầu từ số 15, số 22 vậy. Cô Nhung, dạ 15, dạ cảm ơn cô. Số 15, Mô Hằng Hành Hê Tí làm dứt trừ si mê. Số 16, Mô Hằng Hành Hê Tí làm dứt trừ ngã chấp. Số 17, Sa Quý Tắc Căng Bà Trệ Tí làm dứt trừ suy nghĩ. 18, Chích Tê Cắc Găng Cá Ròn Tí làm cho tâm định. Số 19, Chí Tăng Sân Tá Giá Tí làm cho tâm ưa thích nơi thanh vắng. 20, Hà Sân Trà Chê Tí làm phát sinh sự an lạc. 21, Pí Tí Múc Tà Đá Giá Tí phát sinh phỉ lạc. 22, Là bằng nếp bách tát giá tí làm cho phát sinh lợi lộc. 23. Cá rú cần cá ròn tí làm tăng thêm sự cung kính. 24. Mánh náp bí dân làm cho được vừa lòng. 25. Khanh tinh bà lê tí giữ gìn đức nhẫn nhục. 26. Sankhara nang asawang dứt hẳn lậu hoặc hữu vi. 27. Pavapathasandin ukyate ti không cho tạo nhân tái sanh trong tam giới. 28. Sanang sanang de ti được kết quả sa môn. Dạ rất xa thúc dạ. Xin kính tri ân cô Hồng Nhung đã post bài. Xin mời vị kế tiếp và chúng ta tranh thủ để mất thời gian. Dạ,
Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư thanh tâm, con kính chào đạo tràng. Con xin phép đọc bài. Ân đức thiền có 28 điều. 1. Atta năng rắc khá tí, bảo vệ, gìn giữ thân thể được khang kiện. 2. Ayun đê tí, có công năng tăng tuổi thọ. 3. Ba lăng đê tí, tăng sức mạnh. 4. Quá trăm pita há tí, tống hẳn tội lỗi. 5. Aya sang vi no đê tí, không cho mất danh dự tài lộc. 6. Yat sáp mút bát nê tí, đem lại danh dự, danh vọng. 7. Aratin nasa giá tí, làm cho tiêu mất sự không hoan hỷ. 8. Natin upa nê tí, làm cho phát sanh sự hoan hỷ. 9. Phá dân áp bát nô tí, dứt hẳn sự sợ hãi. 10. Vera sa chăng thát rô tí, tăng lòng dũng cảm. 11. Khô sa chát mát phá nát tí, làm dứt trừ sự biến nhát. 12. Viriya mapi sachaniti, làm phát sanh sự tinh tấn. 13. Rakapapaniti, làm dứt trừ tham luyến. 14. Dosamapaniti, làm dứt trừ sân hận. Dạ thưa con kính tri ân đạo tràng và con kính tri ân sư và cô Hồng Nhung. Cảm ơn. Dạ Nam Mô Bố Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Khai, dạ con đảnh lễ sư thân tâm chào đạo tràng. Dạ con xin đọc đoạn 2 của tối hôm nay ạ. Số 15, Mô Hằng Ha Nề Tị, làm dứt trừ si mê. 16, Mã Hằng Ha Nề Tị, làm dứt trừ ngã chấp. 17, Sa Vít Tắc Càng Bát Chề Tị, làm dứt trừ suy nghĩ. 18, Chít Đề Các Càng Cao Rần Tị, làm cho tâm định. 19, Chít Tăng Sành Trá Giá Trí, làm cho tâm ưa thích nơi thanh vắng. 20, Hà Sang Cha Chê Trí, làm phát sanh sự an lạc. 21, Bít Tí Mú Bà Đá Giá Trí, phát sanh phỉ lạc. 22, Lạ Phần Ní Bách Tá Giá Trí, làm cho phát sanh lợi lộc. 23, Cá Đu Cầm Cá Rần Trí, làm tăng thêm sự cung kính. 24, Manapi Yang, làm cho được vừa lòng. 25, Khan Tim Ba Lê Tí, giữ gìn đức nhẫn nhục. 26, Sankhara Nang Asavang, giết hạng lậu hoặc hủy. 27, Phá Pháp Thá San Thiểm Ất Khà Tề Tí, không cho tạo nhân tái sanh trong tam giới. 28, San Nang Nang Đề Tí, được kết quả sa môn. Dạ, con xin nhận biết ta chưa bị kế tiếp ạ. Dạ Nam Ma, dạ Nam Mô Sằng Kha, dạ dạ con kính đảnh lễ sư thanh tâm, kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào toàn thể quý đạo hữu. Dạ xin chị Nhung cảm ơn chị Nhung. Ân đức thiền có 28 điều. 1. Atta năng rắc khá tí, bảo vệ giữ gìn thân thể được khang kiện. 2. Á dùng đề tí, có công năng tuổi thọ. 3. Ba lầm đèn tí, ba lầm đề tí, tăng sức mạnh. 4. Quá dần bí đá há tí, đóng hẳn tội lỗi. 5. Á giá sằng quý nồ đề tí, không cho mất danh dự tài lộc. 6. Giá xám mút bá nề tí, đem lại danh dự, hy vọng, danh vọng. 7. Á ra tình ná xá giá tí, làm cho tiêu mất sự không hoan hỷ. 8. Ná tình úp bà nề tí, làm cho phát sanh sự hoan hỷ. 9. Phá dằn áp bá nồ tí, dứt hẳn sự sợ hãi. 10. Quê rá xá dằn cá rồ tí, ta dũng cảm. 11. Cô xá giá má bá ná tí, làm dứt trừ sự biến nhát. 12. Quý rí giá má phí xá
trần ni ní tí, làm phát sanh sự tinh tấn. 13. Rá gần lá, rá gá má bá nề tí, làm dứt trừ tham luyến. 14. Đồ xá má bá, bá tí bá nề tí, làm dứt trừ sân hận. Dạ con đã đọc xong, cảm ơn chị Kim Nhung bót bài và con kính mời vị kế tiếp ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Dạ cảm ơn chị Nhung đã post bài. Dạ con xin đọc câu từ số 15. Mô Hằng Há Nê Tí, làm dứt trừ si mê. 16. Má Năng Há Nê Tí, làm dứt trừ cả chấp. 17. Sá Quý Tắc Căng Bách Chê Tí, làm dứt trừ suy nghĩ. Chích Tê Cắt Gần Cá Rôn Tí, làm cho tâm định. 19. Chích Tăng Sanh Tá Giá Tí, làm cho tâm ưa thích nơi thanh vắng. 20. Hà Sằng Trà Chê Tí, làm phát sanh sự an lạc. 21. Bí tí múp Bà Đá Giá Tí, phát sinh phỉ lạc. 22. Lá Phần Níp Bát Bá Giá Tí, làm cho phát sanh lợi lộc. 23. Gá Rút Căn Cá Rôn Tí, làm tăng thêm sự cung kính. 24. Mana Pi Dần, làm cho được vừa lòng. 25. Khăn Tinh Ba Lê Tí, giữ gìn đức nhẫn nhục. 26. Sankha Ranang Asawan, dứt hẳn lậu hoặc hủ vi. 27. Phá Quá Bát Thá Sa Thìn Ukha Tê Tí, không cho tạo nhân tái sanh trong tam giới. 28. Sanang Tê Tí, được kết quả sa môn. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con kính mời đạo tràng. Dạ kính cảm ơn chị Nhung. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mây, Nam Mô Sang Thầy. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính chào đạo tràng. Dạ, cho con xin trả bài. Ân Đức Thiền có 28 điều. 1. Atta Nằng Rắc Khát Thí, bảo vệ, gìn giữ thân thể được khang kiện. 2. Ayun Đề Thí, có công năng tăng tuổi thọ. 3. Bá Lam Đề Tí, tăng sức mạnh. 4. Quát Trần Phi Đá Há Tí, đóng hẳn tội lỗi. 5. Á Giá Sằng Quy Nờ Đề Tí, mới chạy bài. Không cho mất danh dự tài lộc. 6. Giá Sám Mú Pá Nề Tí, đem lại danh dự, danh vọng. 7. Aratin Nasayati, làm cho tiêu mất sự không hoan hỷ. 8. Natin Upaneti, làm cho phát sinh sự hoan hỷ. 9. Phayan Apanoti, dứt hẳn sự sợ hãi. 10. Verasachan Taroti, tăng lòng dũng cảm. 11. Cô sách Chama Panati, làm dứt trừ sự biến nhát. 12.
Viriya Mavisachaniti Chaniti làm phát sanh sự tinh tấn. 13. Ragama Paneti làm dứt trừ tham luyến. 14. Dosama Paneti làm dứt trừ sân hận. Dạ, kính trang câu Kim Nhung post bài. Con xin xuống mic. Dạ, con thành kính thỉnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính thỉnh lễ Sư Thanh Tâm. Dạ, con kính thỉnh lễ. Con kính chào Đạo Tràng. Con xin đọc bài 15. Mô Hằng Há Nê Tí làm dứt trừ si mê. 16. Má Măng Há Nê Tí làm dứt trừ ngã chấp. 17. Sáu Ví Tách Căn Bách Chê Tí làm dứt trừ suy nghĩ. 18. Chích Tê Cá Găng Cá Rôn Tí làm cho tâm định. 19. Chích Tăng Săn Tá Giá Tí làm cho tâm mưa thích nơi thanh vắng. 20. Ha Săn Cha Chê Tí làm phát sanh sự an lạc. 21. Bí Tí Múc Ba Đá Giá Tí phát sanh phỉ lạc. 22. Láp Bằng Níp Bá Níp Bát Tá Giá Tí làm phát sanh lợi lộc. 23. Rá Rú Căng Cá Rôn Tí làm tăng thêm sự cung kính. 24. Má Ná Bí Chăng Bí Dân làm cho được vừa lòng. 25. Khanh Tin Ba Lê Tí giữ gìn đức nhẫn nhục. 26. Săn Kha Rá Năng Á Xá Văn dứt hẳn lậu hoặc hữu vi. Báo Quá Bách Há Thanh Thiên Út Gia Tê Tí không cho tạo nhân tái sanh trong tam giới. 28. Sanh năng đề tí được kết quả sa môn. Dạ, con đã đọc bài xong. Kính tri ân cô Kim Dung đã bóc bài. Con xin xuống mít. Dạ, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm. Con kính đảnh lễ cô tu nữ Diệu Pháp. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Ân Đức Thiền có 28 điều. Tà Nằng Rắc Khát Tị bảo vệ, gìn giữ thân thể được khang kiện. 2. A Dùng Đề Tí có công năng tăng tuổi thọ. 3. Ba Lằng Đề Tí tăng sức mạnh. 4. Quách Chằng Bí Đa Há Tí đóng hẳn tội lỗi. 5. A Gia Sằng Quy Nồ Đề Tí không cho mất danh dự tài lộc. 6. Gia Sa Mu Pa Nề Tí đem lại danh dự danh vọng. 7. A Ra Tình Na Sa Gia Tí làm cho tiêu mất sự không hiệu hoan hỷ. 8. Na Tình Úp Bà Nề Tị làm cho phát sanh sự hoan hỷ. 9. Pha Dằng Áp Ba Nồ Tị dứt hẳn sự sợ hãi. 10. Quề Ra Sách Chằng Ca Rồ Tị tăng lòng dũng cảm. 11. Cổ Sách Châm Nát làm dứt trừ sự biến nhát. 12. Viriya Mavisachaniti làm phát sanh sự tinh tấn.
13. Ragamapaneti làm dứt trừ sự tham luyến. 14. Đồ Samabaneti làm dứt trừ sự sân hận. Dạ con đã đọc bài xong ạ. Dạ con xin xuống mic. Xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Và nguyên như một lần nữa con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính chào đạo tràng. Dạ chắc cả nhà đọc hết rồi. Bây giờ nguyên như xin mời cả nhà chúng ta cùng bắt đầu đi vào cái phần tiếp tục của bài 28 cái ân đức của thiền. Nguyên như nhớ là hình như hôm bữa mình học xong, mình ôn xong cái phần số 16 phải không quý vị? Mình nói tới cái chỗ là số 16 má năng há ni tí là làm dứt trừ ngã chấp. Mình chấp ta, chấp của ta thì mình khi mà mình ngồi thiền mình bớt được những cái việc đó. Tự vì khi mà mình ngồi thì cái sự đau, sự nhức, cái sự khó chịu, cái sự bồn chồn, cái sự suy nghĩ. Của nó chứ mình không có control được. Mình ngồi mình nhìn thấy như vậy rồi mình kêu cái tâm mình nó ngồi yên, nó cũng không ngồi yên, nó tự nó nhảy. Rồi mình kêu là cái chân nó không có đau, nó cũng tự đau. Thành ra bắt đầu mình thấy cái chỗ đó mà mình kêu là cái thân của mình, cái thân của tôi, cái ý nghĩ của tôi, thì lúc đó mình những cái đó bắt đầu nó rời rạc hẳn ra. Mình thấy bằng cái thực tính là nó không có phải là của ta nữa. Nó có một cái sự vận hành riêng. Thì từ khi mà mình ngồi xuống một cái thời gian á, thì cái chấp nhất, cái gì cũng phải là một cái kiểu như vậy, của ý như vậy á, thì cái tính mình nó sẽ dịu xuống. Nó không có chấp cứng như ngày xưa nữa. Dạ tịnh tâm không nghe được Nguyên Như. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ, sa thú anh Mỹ, dạ, sa thú chị Kim Dung. Dạ, Nguyên Như xin đi qua cái số 17 là xá quý tắc căn bách chê tí. Là khi mà mình hành thiền thì làm cho nó dứt trừ được cái sự suy nghĩ. Cái tâm nó lắng xuống, nó bớt suy nghĩ. Cái này cũng là một cái hay của thiền. Tại vì sao? Khi mà quý vị ngồi, như thí dụ như mình mới vô mình ngồi vào cái thiền định đi, mình nhắm mắt, cái lúc đầu ngồi thiền ngộ lắm quý vị. Nếu mà mình là học trò mà mới vào, mới biết thiền khoảng 1-2 tháng đầu tiên á, rất là thích. Tại vì sao? Mình ngồi ở đâu á, là nó yên, nó tĩnh lặng dữ lắm. Giống như là hồi xưa giờ cái tâm mình nó phóng đủ thứ chuyện hết. Khi mà mình vô một cái lớp thiền, hoặc là một cái trường thiền, hoặc là một cái khóa thiền, thì thường thường á, khoảng 1-2 cái khóa đầu tiên á, là mình thấy mình tiến bộ vượt bậc luôn. Tại vì sao? Mình ngồi xuống á, là nó yên, mà mình ngồi giỏi lắm, nửa tiếng 45 phút. Nếu mà mình có một cái số bạn đạo đó, ngồi chung với mình này kia, thấy cái khi mà cái sự tăng tiến rất là hoan hỷ, mà cái sự việc đó có thiệt đó quý vị. Mà cái tâm nó yên, nó nghe lời mình lắm, một thời gian lắm. Thì tại vì sao? Tự vì cái tâm của mình nó lúc đó đó, nó lúc nào nó cũng tò mò, nó cũng lúc nào nó cũng thắc mắc. Thí dụ như mà hồi trước đến giờ mình chưa có bao giờ mà mình học thiền, hoặc là chưa bao giờ mình nghĩ là mình có thể dừng một cái tư tưởng được, nó yên được một chỗ đó quý vị. Mình thấy nó lạ đó, thì cái tâm mình nó háo hức, nó muốn biết coi cái chuyện gì xảy ra lắm. Thành ra nó rất là ngoan, nó rất là yên. Thành ra trong có những cái vị có thể là 3, 4 tháng, 5 tháng tiến bộ rất là nhiều, liên tục lắm. Nhưng mà cái ngộ đó sau một cái thời gian mà tiến bộ lên như vậy, nó qua một cái trạng thái nó gọi là nó nằm ngang, nó nằm yên giống vậy á. Tại sao?
có nhiều người nói là không có tiếng nữa, có nhiều người nói là tự nhiên nó bị gọi là bị sượng đó quý vị. Thì tại sao vậy? Tự vì cái lúc đó đó, có nhiều vị thì giải thích là mình thiếu ba la mật, có nhiều vị thì giải thích tự vì cái tâm nó lúc đó nó đã biết hết rồi, nó không có cái nó không có còn hứng thú về cái chuyện thiền nữa. Có rất là nhiều cái chuyện xảy ra, có nhiều vị thì giải thích từ cái nhân duyên hoặc là cái sự tinh tấn mình chưa đủ. Thì cái lúc đó đó quý vị, là lúc đó mình phải cần quay trở lại mình học pháp. Mình học quay trở lại mình coi cho tại sao mà cái tâm nó như vậy. Nếu mà cái vị thiền sư, vị thầy này mình không có thích hợp thì mình có thể là chuyển qua một cái vị khác. Thì lúc đó đó là kêu là the fun nó bắt đầu begin đó quý vị. Chứ lúc đầu mà mình ngồi mà mình cứ tiếng á, thì lúc đó là chỉ là sơ khởi thôi. Cái này không phải là chỉ thiền gì hết. Cái đó là chỉ là chung chung, thường thường á, mà người ta gặp vậy đó quý vị. Thành ra mình phải có một cái chuẩn bị là nếu mà nó ngừng lại á, thì cái chuyện đó mọi người đều có khả năng là có thể có cái chuyện đó. Chứ quý vị đừng có ngạc nhiên và quý vị đừng có thấy là bất mãn tại sao mà tu thiền một thời gian mà bây giờ nó đứng pháp, nó có người dùng chữ đứng pháp đó cả nhà. Thì mình đừng có lo nhiều nha, cái đó là ai cũng có thể có những kinh nghiệm như vậy xảy ra. Thì mình cứ nhắm mắt mình đi tới, thì những cái ngày mà quý vị ngồi thiệt là chán đó, quý vị thấy sao mình cứ hãy nhắm mắt là buồn ngủ, nhắm mắt đó là nó hôn trầm, nhắm mắt là nó cứ suy nghĩ lung tung hết. Thì mình cứ nhớ mỗi lần mình ngồi xuống là mình cũng góp một chút xíu cái sự thực tập của mình, là mình cũng bỏ một chút vốn vô mình ngồi, chứ mình đừng có thấy là ồ không được cái mình bỏ luôn. Cái đó là giống như tập thể dục vậy đó quý vị, tập thể dục cho tâm. Nếu mà mình bỏ luôn thì coi như mình không có gì hết, là mình còn zero dữ nữa. Thành ra cả nhà cố gắng ha. Khi mà mình ngồi một thời gian á, thì cái tâm mình tự vì nó bắt vô cái cảnh. Khi mà nó bắt vô cái cảnh đó, nó tập vô, nó focus vô một cái chỗ đó, thì cái tâm tự nhiên là cái sự thực hành đó nó sẽ cho mình bớt suy nghĩ lại, nó lắng xuống. Nhiều khi mình đi vô trong sở, mình căng thẳng, mình làm nhiều đó quý vị. Mình một hồi cái mình làm cho mình quá sức á, hơi thở mình nó dồn dập, rồi cái mặt mình nó nóng lên, nó khó chịu, nó mệt. Tự vì mình làm nhiều, nó cũng có cái tâm sân nó khởi lên, cái tâm làm gấp đó quý vị. Thành ra khi lúc đó mình mệt, mình rất là khó chịu, rất là nóng nảy. Thành ra người ta làm nhiều mà làm mệt á, người ta hay bị quạo là như vậy. Cái tâm nó không có control được nữa. Thành ra lúc đó quý vị nhớ khi mà mình tập thiền quen đó, thì mình nhớ mình hít sâu vô. Nhiều khi mình chỉ đứng yên tại một chỗ thôi, mình hít thở cỡ 5 hơi thôi, 5 hơi, 6 hơi. Quý vị tập trung thiệt, nó bám theo cái hơi thở liên tục như vậy, quý vị sẽ thấy cái sự khác nhau giữa trước và sau khi mình tập hành thiền, gọi là thiệt là lẹ cái khúc đó đó. Thì quý vị sẽ thấy cái sự khác nhau và quý vị sẽ thấy rất là hoan hỷ. Cái thiền nó làm mình có thể làm cái tâm nó refresh trở lại, mà nó gọi là nó có thể nguội lại, nó thư giãn trở lại, nó không có suy nghĩ và nó dịu dàng, nó nhu nhuyến trở lại. Sao chỉ có vài hơi thở, nếu mà quý vị thiền quen đó, quý vị sẽ những cái kinh nghiệm như vậy. Nếu mà mình mệt quá, mình thở hổn hển, hoặc là mình kêu là mình hấp tấp với công việc nhiều, mình cứ tập trung nhiều đó quý vị. Nhiều khi mình nghĩ mình làm như vậy mà mình làm với tâm sân, mình dễ mệt, mà nhiều khi nó không có được hiệu suất cao. Nếu quý vị nguội, quý vị nhớ cái lúc nào mà nhiều khi mình làm cỡ một tiếng á, mình ráng mình đứng ở một chỗ mình hít thở như vậy á, thì cái đó mình sẽ tập trung được nhiều hơn, cái cơ thể mình dịu, mình đỡ mệt hơn, mà mình làm nó có hiệu quả hơn ha quý vị. Rồi khi mà có những cái nghiên cứu của các trường đại học ở California đó, người ta nói khi mà những bệnh nhân mà bị bệnh trầm cảm nhiều đó, khi mà tập cho cái vị đó học cách ngồi thiền một thời gian, thì cái sự trầm cảm nè, cái sự mà suy nghĩ sai lầm, cái những cái suy nghĩ về cái chuyện như là negative trong cái mind đó, họ sẽ giảm xuống rất là nhiều. Tức là người nghĩ quấy, nghĩ những chuyện mà không có tốt, nghĩ những chuyện mà giống như là khó chịu cho cái bản thân đó, nó sẽ giảm nhiều lắm. Thì cái tâm nó thoáng, nó khỏe mạnh hơn, nó sẽ bớt cái sự trầm cảm rất là nhiều khi mà những cái vị bệnh nhân này mà tập hành thiền một thời gian.
Và có những cái nghiên cứu á, người ta nói khi mà những cái vị tập thiền của Vipassana đó, người ta khi mà người ta làm một cái nghiên cứu, người ta nói là cái mật độ chất xám ở những cái vùng não mà liên quan tới sự lo lắng và căng thẳng á, nó giảm xuống. Tức là mình làm, mình học thiền chánh niệm một thời gian thì mình sẽ ít lo, mình chỉ tập. Tại sao quý vị? Tại vì mình cứ thấy, mình nhìn đâu, mình nghe thì mình chỉ là nghe thôi, mình thấy chỉ là thấy thôi, và mình làm việc thì mình tập trung vô đó mà mình không có suy nghĩ lung tung nhiều quá đó, thì mình sẽ dịu hơn, cái tâm nó sẽ lắng nhiều hơn, nó bớt căng thẳng nhiều hơn. Thì cái đó là người ta đi qua trong cái phần số 17, dứt trừ sự suy nghĩ. Và số 18, khi mà mình tập một thời gian, khi số 18 là chitte cắt găng cá ron tí, là tập thiền. Khi mà hành thiền sẽ làm cho cái tâm mình định. Cái này là cái điểm đặc biệt nhất của thiền, phải không quý vị? Là thiền đương nhiên là làm cho tâm định. Có thể là cận định của Vipassana, hoặc là có thể là cái tâm an chỉ định của cái thiền chỉ. Mà khi trong cái cuộc sống mình bận rộn, mình có rất là nhiều suy nghĩ, mình rất là nhiều lo âu, lúc nào mình cũng mệt mỏi hết. Có nhiều người họ tìm đến cái thiền, họ không có hề nghĩ là ý muốn giải thoát, ý muốn làm cho nó ra khỏi tam giới gì hết. Giống như những cái người Mỹ bây giờ, người nước ngoài, họ tập thiền rất là nhiều qua cái phương pháp là yoga, thì họ làm cho cái tâm họ lắng xuống. Tại sao? Tự vì cái thiền đó nó rất là có lợi cho cái hệ thần kinh. Khi mà cái bộ não mà mình mà tiếp xúc nhiều cho với những cái nỗi sợ hãi quá, nó phản ứng và nó gần với những cái tâm sân. Rồi khi mà mình thích lên thì nó phản ứng, nó tiếp xúc gần với tâm tham, thì nó rất là mệt mỏi, nó rất là lo lắng. Và khi mà mình làm cho cái tâm mình định, nó gọi là nó định nè, nó calm lại, nó làm cho cái hệ thần kinh mình nó cắt, nó rời ra khỏi cái, nó bị là cách ly khỏi những cái sự tham lam, cách ly khỏi những cái sự khổ não, cái sự lo lắng, sợ hãi. Thành ra cái thiền nó sẽ ngắt được những cái kết nối này đó quý vị. Khi mà mình định cái tâm á, thì tất cả mọi thứ giống như nó rớt xuống hết. Nó không có căng thẳng, không có nói, nó không có làm cho mình mệt mỏi nữa. Thì khi mà cái định nó bắt đầu nó mạnh lên á, thiền nó sẽ nhờ cái định nó mạnh, nó sẽ làm cho cái tâm mình nó thả lỏng. Cái lo âu nó được giảm xuống, cái sự tham luyến nó cũng giảm xuống. Và cái quan trọng là khi mà các bạn hành thiền đó, mình phải kiên trì và mình có thể tập mỗi ngày một cái buổi nhất định, một cái giờ nhất định, và mình ráng khoảng 1-2 tuần mình tăng lên chút, thì mình tăng lên đến một cái số khoảng nửa tiếng hay là một tiếng minimum. Chứ mình đừng có ngồi mà cứ 5 phút mà mình ngồi hoài như vậy. Từ vì 5 phút thiệt ra nó chỉ là một cái buổi đầu thôi, nó không có đủ để tâm nó đi lắng sâu lắm. Thành ra cái này là khi mà Quy Như nói là khi mà quý vị tập về thiền định thôi nha. Còn khi mà mình tập vô cái thiền minh sát thì mình không có cần nữa. Tự vì mình đã tập qua cái tứ quay nghi rồi. Thành ra trong cái quay nghi nào mình cũng tập quan sát. Khi mà mình tập cái thiền định một thời gian, khi mà mình quen ngồi thiền trong cái thời gian mà mình định ra rồi đó, thì cái tâm sẽ nghe lời của mình. Khi mà nó không có muốn tham, không có muốn sân, thì mình quay trở lại cái trạng thái mà mình ngồi thiền đó, thì mình làm một thời gian mình quen đó quý vị, thì nó sẽ nghe lời mình dữ lắm. Thành ra khi mà cái tâm này nó định được á, thì quý vị sẽ hưởng được rất là nhiều lợi lạc trong cái việc mà hành thiền. Và có một số cái nghiên cứu đó, họ cần cho những cái người mà bị ADHD, ở bên Mỹ này gọi là ADHD hay là ADD, tiếng Việt người ta nói là rối loạn tăng động giảm chú ý. Thì một cái nhóm người mà khi mà họ tập được cái thiền định á, thì họ đã giảm được cái tính hiếu động của tâm và cái tính bốc đồng của tâm. Và khi đó họ luyện được những cái kỹ năng là không có, giống như tâm không có sao động nhiều quá, thì họ đã làm giảm được cái ADD trong cái tâm rất là nhiều.
Chứ bình thường mà người Mỹ họ khi mà họ đi làm họ không có tập trung được đó quý vị. Họ phải uống những cái thuốc Adderall đó, rất là tội nghiệp. Khi mà không có, nhiều khi ở trong sở đó, như không có thuốc, không có bán được mà thiếu một hai ngày đó, họ lợi, họ muốn khóc luôn. Họ nói là tôi đi làm mà tôi không có tập trung được, bị ông chủ la. Tự vì mỗi ngày phải uống, mà uống một hay hai viên mới làm được cái gì, rất là tội nghiệp. Thành ra nếu mà mình tập được cái tâm mình á, nó tập trung lại, thì khi mà một làm tập trung lại một chỗ á, thì cái năng suất á, cái công việc nó sẽ nhiều hơn, nó sẽ gọi là hiệu quả hơn nhiều chứ. Và cái khả năng mà mình có cái định rồi đó, thì mình tập trung được với cái trạng thái bình thường bình nhật, mà mình cũng có thể tập trung được với cái khi mà mình bị stress, mình bị căng thẳng. Thì khi mà cái căng thẳng á, nó có nhiều cái loại căng thẳng lắm quý vị. Có loại căng thẳng á, tự quý vị làm nhiều quá và khó quá sẽ làm cho quý vị căng thẳng. Có những cái chuyện căng thẳng á, là tự vì nó rất là dễ, nhưng mà tự vì nó chậm quá, nó cũng làm cho quý vị có những cái sự căng thẳng nữa. Và những cái chuyện rất là dễ, không có khó, mà nó nhiều quá đó quý vị, nó cũng là căng thẳng. Như ví dụ một cái là, thí dụ như mà ở trong sở, mà Nguyên Như đếm, mình chỉ đếm 30 viên thuốc, mình bỏ vào một cái chai thôi. Nhưng mà quý vị trong một cái thời điểm khoảng 5 phút, thì có khoảng 15 cái toa, mà có 5 người khách đứng đó, người nào cũng nói là đang bị đau hết. Và trong đó thì có một cái hai cái line của bác sĩ, rồi có 4 cái line insulin đang chờ, rồi có 5 đứa tech nó đang chờ làm insulin. Mà mình chỉ cần đếm 30 viên mà mình bỏ vô đó quý, nó cũng có một cái căng thẳng của nó. Tự gì mình có thể đếm lộn, mà cái đó nếu mà là thuốc control đó, mình đếm lộn là có chuyện khó đó. Tự gì phải làm biên bản khi mà mình đếm lộn thuốc nữa, khổ như vậy. Thành ra khi mà những cái chuyện quý vị thấy một cái chuyện đếm mà 5, 10, 15, 20 tới 30 đâu có khó, nhưng mà trong những cái trường hợp mà nó căng thẳng, mà nó gọi là nó rất là stress đó, thì những cái chuyện dễ nó cũng thành khó. Thì sao? Khi mà mình tập được cái định tâm á, tất cả mọi chuyện xảy ra xung quanh mình á, khi mà mình đếm, chỉ có đếm là mình biết đếm thôi, mình không có để ý hai cái gì bác sĩ đã chờ làm sao, năm người này đang nóng làm sao, ba người kia sao làm sao, lúc đó mình tập trung đếm, thì khi cái định này nó làm cho cái công việc mình á, nó đỡ căng thẳng, nó đỡ gọi là đỡ lo lắng khi mà mình đếm đó quý vị, nó sẽ ít làm cho mình ít có mệt nhọc nè, ít có sai sót, mà nó không có bị gọi là cái áp lực nhiều quá của những cái môi trường xung quanh. Thành ra cái bản thân của Như thì thấy cái chỗ mà cái định này á, nó ở trong cái thiền nó cũng giúp cho cái đời sống của mình rất là nhiều. Dạ, Nguyên Như xin đi qua cái số 19 là chích tăng sang tái giá tí. Chích tăng sang tái giá tí là khi là làm cho tâm ưa thích nơi thanh vắng. Khi mà chúng ta thiền một thời gian thì tự nhiên cái tâm mình nó thích được yên. Hồi xưa đó, mình không có ngồi thiền đó, thì mình thích coi phim Tàu nè, mình thích đi ca nhạc nè, mình thích đi vô cái quán bar, mình thích chỗ nào mà nhạc nghe đùng đùng rầm rầm đó quý vị, mình rất là mê. Mình thích đánh đàn, đánh trống, mình thích trong ban nhạc dữ lắm. Nhưng mà khi mà một thời gian mình ngồi á, mình quen rồi đó, thì mình lại không có thích dạng nhạc nữa. Mình không có thích... Như biết á, là mình dùng chữ thích á, thì nó giống như cũng còn thích với ghét. Nhưng mà mình nói cái tâm bình thường của mình thôi, mình không có nói chuyện cái tâm siêu thế, cái tâm là thiền cao gì quý vị ha. Từ 28 cái 28 cái ân ức thiền này là nói trong cái đời sống bình nhật của mình thôi á quý vị. Thì tự nhiên mình thấy mình không có thích nhạc, mình không có thích ngồi cái chỗ mà tiệc tùng ầm ĩ, mình không có thích đi hội chợ, mình không đến cái những cái chỗ mà concert mà thiệt là ồn, mà mình thích những nơi thanh vắng hơn. Hoặc là bạn bè mà mình thích ngồi với nhau mà mình tụ tập á, mình vẫn tụ tập ở trong chùa nè, nguyên nhóm bạn đạo, mình ngồi có thể là mình nói chuyện đạo với nhau, hoặc là mình vô lớp, mình ngồi mình học kinh với nhau, thì tự nhiên cái tâm mình nó có khuynh hướng, nó thích những cái chuyện nhẹ nhàng như vậy, không có phải là cố ý, mà một cái phần tự vì cái tâm thiền á, nó làm cho mình thích cái chỗ thanh vắng, mình thích cái chỗ yên tĩnh, mình thích học pháp hơn, thì nó tự động nó có khuynh hướng, gọi là mình thích những cái chuyện mà vi tế, những cái chuyện nhẹ nhàng hơn, cái tâm mình nó nhẹ, nó an hơn quý vị, tự nhiên mình sẽ những cái chuyện nhẹ nhàng như vậy. Và
cái số 20 là ha sang cha chê tí, tức là thiền sẽ làm phát sanh một cái sự an lạc. Hạnh phúc á, nó cũng thật là dễ dàng khi mà mình biết dừng lại, mình biết không có tham nữa, không có sân nữa, mà mình biết khi mà không tham không sân, mình không phải là mình nói tôi không có tham hay là tôi không có sân, mà tự nhiên nó không tham không sân, quý vị. Hoặc là có những cái bài như hay nghe ở trên mạng, nó nói là mình cũng có thể dùng tự kỷ ám thị. Thí dụ như tôi nói bây giờ tôi đang giận quá, bây giờ nó đừng giận, giống như mình tự nhắc mình vậy đó. Nhưng mà nó cũng không có mạnh bằng là mình tập ngồi thiền. Khi mà mình tập ngồi thiền đó, thì tự nhiên cái tham nó giảm, cái sân nó giảm, và cái sự an lạc nó đi đến một cách rất là tự nhiên. Nhiều khi quý vị không biết, một cái ngày đó tự nhiên quý vị nói, ồ, khoảng mấy tháng nay tự nhiên cái tâm mình sao nó càng ngày nó càng nhẹ nhàng ta. Nó nhẹ dữ lắm. Giống như hồi xưa ăn một câu gì á, mình giận 3-4 ngày, nhiều khi cả tuần á, mỗi lần nghĩ lại cũng ấm ức. Mà sao bây giờ người ta nói mình đúng là giống như là gió thoảng mây bay vậy đó. Nó cũng nghe vậy thôi mà sao mình không có nặng nề về những cái chuyện đó nữa ta. Hồi xưa đó mà mình đi vô trong nhà bếp, mình thấy mà chén đũa mà nó úp hoặc là nó để lung tung á, sao mình bực bội quá. Mà sao bây giờ mình dẫn vô mình cũng dọn như vậy mà cái tâm mình sao gì nó nhẹ quá vậy ta. Nó có chuyện đó quý vị. Nó làm cho cái mình an lạc, cái tâm mình nó nhẹ nhàng. Tự vì sao quý vị? Từ hồi xưa đó mình để ý nhiều tới cái thô, những cái gì mà nó bự nó to nè, những cái gì mà có những cái cảm giác mạnh nè, thì cái tâm mình á nó mới phóng tới, nó mới an trên những cái chuyện mà thô đó được. Bây giờ khi mà mình chuyển qua những cái tế hơn, cái hơi thở của mình nó vi tế, có khi là mình ngồi lâu một hồi á, mình không có thấy mình thở ra thở vô nhiều nữa, mà mình thấy nhẹ nhàng, có khi mình thấy giống như mình không thở luôn nữa, thì cái tâm nó để ý những cái chuyện vi tế, những cái chuyện nhẹ nhàng á, cái tâm nó sẽ an, nó sẽ nhẹ hơn. Thành ra những cái gì mà mình thấy thô, mình thấy nặng đó, thì cái tâm nó lại không có thích, nó không có nghĩ tới, nó sẽ gọi là nó bám vô, nó trụ lâu hơn, nó an trú được hơn vào những cái chuyện nhẹ nhàng hơn. Thành ra khi mà mình ngồi lâu thì cái sự an lạc nó tự nhiên nó đến với mình, nó giống như là một cái chuyện tự nhiên, giống như là không khí ở trên trời dưới đất, giống như là một cái chuyện giống như quý vị không có cần phải bỏ công bỏ sức ra, mà nó tự động nó nhẹ nhàng nó đi tới. Đó là một cái thứ 20, đó là một cái ân đức nữa của thiền, đó là mình làm cho mình phát sanh cái sự an lạc. Và thiền mình mang đến cho người cái niềm an lạc, nếu mà mình ráng thực hành, mà mình ráng thực hành điều bao nhiêu thì mình sẽ có sự an lạc đến là bấy nhiêu. Nguyên Như cứ nhớ là sư phụ Kim Triệu hay nói, cái gì trong thế gian này mà con có nhiều nó cũng không có tốt, con ăn nhiều cũng không tốt, con ngủ nhiều cũng không tốt, con chơi nhiều cũng không tốt, con thức khuya nhiều cũng không tốt, nhưng mà con thiền nhiều thì lúc nào cũng tốt hết. Con thiền hoài thì nó tốt hoài, con thiền một chút thì nó tốt một chút. Sa thú ha quý vị. Thành ra mình tập được bao nhiêu thì mình sẽ phát sanh được niềm an lạc tới bao nhiêu, tức là tu bao nhiêu thì mình hưởng được bao nhiêu. Và một cái câu nữa là không có cái hạnh phúc vật chất nào mà so sánh được với cái hạnh phúc an lạc của tâm hồn, mà cái tâm hồn của người hành thiền. Số 21, tí tí múc bà đá giá tí, là phát sanh phỉ lạc. Hồi nãy đó là mình mới có chia sẻ về cái sự an lạc thôi, tới số 21 này là phát sanh phỉ lạc. Khi mình nói cái sự phát sanh phỉ lạc là mình nói đến cái chi thiền, tức là khi mà mình ngồi một thời gian á, thì cái phỉ lạc hoặc là cái chi hỷ đó nó sẽ phát sanh. Giống như những cao như không có đi qua về cái trạng thái hỷ đó quý vị, hôm bữa nào mình đã đi qua rồi, thì khi mà một cái phần mà được nói tới đây, người sơ thiền, khi mà người nào mà được vào sơ thiền đó thì có một cái chỗ sách ghi là họ rất là hoan hỷ đến mức là những cái sợi lông chân á nó cũng thấy vui tươi và cũng thấy hoan hỷ luôn. Nó hoan hỷ nhiều vậy đó quý vị. Và một cái sự phỉ lạc nó đi đến rất là mạnh. Có những người mà làm giống như nổi óc luôn, có những người hỷ đó
khi mà họ đạt vô đó, khi mà quý vị vô một cái trạng thái mà hỉ rồi, có thể là nó đeo mình, nó dài, có khi có người làm 2-3 ngày, có khi 1 tuần, có khi cái trạng thái hỉ đó nó ở với quý vị cả tháng luôn, tùy theo cái mức độ hỉ mà quý vị đạt được trong thiền. Thành ra gọi là thiền nó cũng có ghiền lắm á quý vị, chứ không phải là không. Không phải mà tự nhiên chư tăng đó mà gọi là vô mà khổ quá, mà phải vô trong cái rừng, vô trong những cái núi mà lạnh lẽo, rồi chư vị ngồi ở trỏng đâu quý vị. Cái gì nó cũng cái giá của nó hết. Phải có những cái gì mà nó xuất thế gian thì những cái vị cao tăng mới có thể bỏ được để mà đi vô đó. Tự vì những cái sự thực chứng của quý ngài đó nó rất là gọi là rất là tuyệt vời, gọi là vô trong đó mà chịu lạnh, chịu nóng, chịu đói, chịu khát, nhưng mà nó worth it, gọi là nó đáng, rất là đáng. Khi mà mình được hành thiền tới cái mức như vậy rồi, không có một cái gì mà có thể so sánh được. Thành ra mình ngồi ở đây mình không có biết á, mình nói trời ơi sao mà khổ quá, sao mà tội quá, mà mình không có biết là chư vị á là cao tăng, là họ hạnh phúc mà có những cái á mà thích thú, hứng thú như thế nào, nó hứng, nó thích tới nỗi đó. Mà mình phải học lại đó là đừng có tham đắm vào trong thiền quá. Tự vì tham đắm nhiều quá mình sẽ không có thoát ra được, mà mình cứ bám trong cái trạng thái thiền đó hoài, tức là mình đi không có tới, mình cứ ngồi đó mà mình hưởng những cái kêu là cái lạc ở trong thiền đó quý vị, cũng không có đúng. Mình phải cứ phải nhắc mình là mình phải học và mình phải đi tiếp mà mình không có được dừng lại. Dạ, Nguyên Như xin đi vào cái số 22 là lá phân níp bách tá giá tí. Lá phân níp bách tá giá tí là làm cho phát sanh sự lợi lộc. Tại vì sao? Khi mà một cái vị mà thực hành được thâm sâu và cái tác phong và cách cư xử của cái vị đó đó được cải thiện, thì tự nhiên có những cái người mà ái mộ đó họ sẽ kiếm tới, nhất là những cái vị mà xuất gia, những chư tăng. Thì khi mà những cái vị đó đó có một cái gọi là cái cung cách đi đứng nè, gọi là cái thiền mà khi mà nó đủ chín mùi đó quý vị, thì người ta nói là nó có thể hiển lộ ra ngoài. Chẳng hạn như có những vị tự nhiên bình thường nói năng, gọi là cái cách nói chuyện và cái cách nói năng, cách xử thế và cách giảng pháp không có hay lắm, nhưng mà khi mà học thiền một thời gian, tự nhiên đi về cái cách giảng pháp rất là lạ, rồi cái cách đi đứng rất là lạ, làm cho mọi người rất là ngạc nhiên và được thu hút. Và có khi là những vị đó có những cái giống như cái từ trường rất là dễ gần, rất là gọi là ở gần, rất là quan hỷ đó quý vị. Thì những vị này tự nhiên có nhiều Phật tử hơn nè, rồi có nhiều người thích, có nhiều ái mộ hơn, thì làm sao sẽ làm cho phát sanh lợi lộc đó. Thì khi mà cái này á là cái chuyện nó tự nhiên của một người mà hành thiền giỏi hoặc là hành thiền sâu, cái này là cái chuyện đương nhiên thôi, chứ không có phải gì mà gọi là ghê gớm không quý vị. Khi mà mình qua những cái trường thiền ở bên những cái trung tâm thiền, những cái trường thiền nội, mà mình thấy cái cung cách các ngài đi đứng đó, mình thấy những cái cách ngài lại Phật, những cái cách ngài mà ngồi thiền á, những cái người mà hành thiền lâu năm, tự nhiên mình sinh cái lòng tôn kính, mình sinh cái lòng ái mộ, thì mình muốn cúng dường đó. Cái đó là cái sự mà làm cho phát sanh lợi lộc của những cái người mà hành thiền lâu năm. Thì trong cái bài kinh này cũng ghi ra nó là cái số 22 lá phăng níp bát tá giá tí, và số 23 là gá rú cầm cá ron tí. Gá rú cầm cá ron tí là làm cho tăng thêm cái sự cung kính. Khi mà mình hành thiền một thời gian thì mình sẽ tạo ra từ trường. Mà khi mà hành thiền đó quý vị, cũng có những người mà mình không có thấy, những vị chư thiên, rồi những cái vị mà phi nhân, họ cũng có những vị không thiền, nhưng mà cũng có những cái vị nương theo. Khi mà mình tu cũng có nhiều chư thiên nương theo mình để mà tu, thì mình cũng có tạo ra từ trường. Và cái chữ mà gá rá đó, gá rá, gá rú có nghĩa là trọng, rồi căm má là nghiệp. Gá rú căm má có nghĩa là trọng nghiệp, có nghĩa là cái khi mà mình thiền đó, cái năng lực của đại thiện tâm, tức là kết quả của thiền này nè,
nó có chức năng, nó tạo thành cái cực trọng nghiệp cho mình. Thành ra cái gọi là cái sự cung kính đó, là nó sẽ được tăng lên. Cái đó là chuyện đương nhiên thôi. Dạ, Nguyên Như xin đi qua cái số 24. Thì cái chỗ này á, Nguyên Như không có kiếm ra được. Nguyên Như chỉ thấy cái chữ là má ná bí văn. Mà cái một cái chỗ dịch của trong cái cuốn sách của Trần Đức Tài đó, là dịch ra là có cái sự làm cho vừa lòng hoặc là làm cho được sự ưa thích. Nhưng mà Nguyên Như chưa có kiếm ra được cái từ Bali, cái chỗ nào nói ra rõ ràng cái sự này là mình được vừa lòng hay là người ta nhìn vào mình được vừa lòng. Thì cái này chưa có rõ, thành ra Nguyên Như chưa có dám nói. Mình có thể hiểu sơ sơ là khi mà mình thiền thì sẽ được vừa lòng và được ưa thích. Còn người ta ưa thích mình hay là mình ưa thích hay là rất là dễ dàng vừa ý những cái sự kiện xung quanh. Thì xin thưa với cả nhà là Nguyên Như chưa có rõ cái chữ này, cái chữ Bali kia là gì lắm. Chắc là Nguyên Như phải hỏi lại cái những cái bậc tốt túc. Về cái số 25 là Khanh Tinh Bali Tý. Khanh Tinh Bali Tý là giữ gìn đức nhẫn nhục. Tức là những cái vị thiền sinh mà họ ngồi thiền quen đó, thì họ ngồi á, quý vị thấy tại sao mà mình ngồi á, nó đau đớn, nó khó chịu quá vậy? Thì quý vị đừng có nghĩ là có một mình quý vị phải chịu khổ như vậy nha. Ai ngồi cũng vậy hết. Tự vì sao? Từ nhỏ tới lớn á, là mình quen thay đổi cái tư thế, thay đổi cái oai nghi rồi. Đâu có ai bắt mình mà ngồi một chỗ không nhúc nhích bao giờ đâu. Không có trường lớp nào mà bắt mình như vậy ở ngoài đời hết á. Chỉ có đi vô trong trường thiền á, người ta mới kêu mình không có được nhúc nhích. Mà kêu là bắt cũng không có đúng nữa. Mà vị thiền sư chỉ nói mình là cố gắng. Nếu mà không có nhúc nhích được thì nên không nhúc nhích. Tại sao? Tự vì luyện cho cái sự nhẫn nhục, cho cái sự khanh ti của mình đây. Mà khi mà quý vị ngồi lâu một thời gian á, quý vị thấy nhức á, là cái chuyện bình thường. Cái chuyện đau á, cũng là cái chuyện bình thường. Mà cái chuyện mà mỏi á, nó cũng là cái chuyện bình thường. Quý vị thấy giống như là hồi lúc mà quý vị mới ra trường đó, quý vị đi làm. Thì đi làm, có bao giờ mà mình đi làm 10 tiếng một ngày hay là 8 tiếng một ngày đâu. Thành ra cái khoảng một tuần đầu đi làm về, cái người nó mỏi, nó mệt lắm, nó đau lắm. Tự mình khi đi học á, thì trong trường mình học cũng khoảng 1 tiếng hay 45 phút là mình phải nghỉ, đỡ lắm. Mình chạy ra chạy vô, mình chơi chút, mình chạy vô học. Bây giờ đi làm á, nhất là bên Mỹ nó đi làm liên tục. Ví dụ mà nhiều khi ở trong sở của Nguyên Như làm hồi đó là làm 11, 12 tiếng mỗi ngày là chuyện bình thường. Không có nghỉ một cái 15 phút nào hết. 9 giờ sáng là 9 giờ tối là đi ra là gọi là le lưỡi luôn á. Không có chuyện mà nghỉ ngơi. Thành ra mình ngồi thiền cũng vậy. Khi mà mình vô mình ngồi một thời gian á, là 5 phút thấy lâu. Rồi một hồi cái nó cũng quen. Đến khi mình tập lên 10 phút, khi mình tập lên 15 phút, khi mà quý vị ngồi được một tiếng rồi, mà mình ngồi quen được như vậy rồi đó, có nghĩa là mình đã trao dồi được cái sự nhẫn nhục rồi đó. Tức là không bổ bì ngang, cũng là bổ bì dọc đó. Dạ, đạo tràng hết nghe Nguyên Như rồi ạ. Ở bên đây là Nguyên Như có hay mưa quá thành ra. Dạ dạ, xa thú sư huynh. Ở bên đây Nguyên Như mưa nhiều quá. Thành ra cái sự mà nhẫn nhục á, thì mình thấy nó cũng rất là hay. Tự vì mình không thể nào mà mình bắt cái tâm mình á, nó nghe lời, trong khi cái thân mình là cái thô mà nó chưa có nghe lời mình, thì làm sao cái tâm nó nghe. Tức là khi mà mình muốn tập cho cái tâm á, thì mình nên tập cho cái thân trước. Cái thân á mà nó không có ngồi yên được á, thì quý vị nghĩ sao mà cái tâm ngồi yên. Mình phải tập từ cái dễ trước, mình ngồi không nhúc nhích. Khi mà cái thân mình ngồi không nhúc nhích rồi á, thì quả mai thì cái tâm mình nó không nhúc.
mình vừa đũa dịch vừa chăn dịch mà vừa ngồi thiền cũng rất là khó, trừ khi nào mà mình thuộc lại mình đắc thiền đó thì mình làm sao cũng được hết. Nhưng mà bây giờ mình chưa có cái khả năng như vậy thì mình phải tập cho cái thân mình ngồi yên trước, mình tập cỡ 5 phút 10 phút trước. Nếu mà mình tập được như vậy, mình đi lên từ từ đó, thì cái sự nhẫn nhục về cái thân á nó mới được trau dồi, từ từ nó lên, thì cái tâm á nó sẽ từ cái thân nó yên rồi thì cái tâm nó cũng nhu nhuyến nó đi theo, từ cái danh sắc nó, như quý vị thấy không, nó cũng đi chung với nhau, cái thân với tâm nó cũng đồng hành với nhau đó. Thành ra khi mà cái thân yên rồi á thì mình từ từ mình tập tới cái tâm yên nó dễ hơn, thì lúc đó gọi là mình từ từ mình trau dồi cái sự nhẫn nhục của mình. Khi mà mình tập trung vô cái đề mục chính, mình tập trung càng nhiều thì càng tốt. Cái sự thu thúc và cái sự kiểm soát của cái thân á, thì nó sẽ làm cho cái tâm á, nó dè chừng một chút xíu. Khi mà cái thân mà nó yên đó, thì cái tâm á, mà nó quậy một chút á, thì quý vị thấy nó dễ hơn. Bây giờ quý vị thì tưởng tượng đi, nếu mà mình ngứa một chút xíu, mình gãi rồi. Nếu mà mình đau một chút á, thì mình nhúc nhích rồi. Tự vì khi mà quý vị nhúc nhích mà quý vị động một cái á, thì cái tâm nó sao động, nó trào lên một lần thân. Nhưng mà khi đó mà quý vị ngồi, mà quý vị yên một thời gian, thì những cái gì mà cái tâm nó trào lên, quý vị sẽ thấy rõ hơn là khi mà cái tâm nó vừa trào, mà cái thân nó vừa trào lên nữa. Quý vị thấy không? Khi mà mình á, tiếp tục mình trao dồi rồi mình duy trì cái sự chú tâm nữa, thì quý vị sẽ làm sao? Quý vị phải có một cái sự nỗ lực rất là nhiều, mà quý vị bắt đầu quý vị tập cỡ 10 phút quý vị thấy làm sao? Bắt đầu 15 phút quý vị thấy làm sao? Tiếng mà quý vị ngồi mà nó nguội nguội ngắt á, nó không có còn bức xúc, nó không có còn gì nữa, thì khi lúc đó mình nhìn sẽ lợi cái tâm mình một thời gian, thì mình thấy trong vòng vài tháng rồi mà mình tập mà cái thân mình nó yên nè, cái tâm mình nó bắt đầu nó phát sinh hỷ lạc, nó yên rồi á, quý vị thấy quý vị nhẫn hay lắm. Quý vị đứng ở trên cái line mà quý vị sắp hàng đó, những người xung quanh quý vị bực bội chứ quý vị tính queo à, lúc đó tự nhiên nó sẽ. Dạ, sư huynh Lý còn nghe được cô Như không ạ? À? Dạ, sa thú. Dạ, khi mà quý vị thấy mà mình có cái phát triển như vậy đó, thì lúc đó congratulations. Lúc đó là mình đã khá nhiều lắm rồi đó. Dạ, khi mà mình tập một thời gian á, là mình có cái sự nhẫn nại. Mà cái sự nhẫn nại này có những sách nói á, đến cái số 26 là Sankhara Năng Asa Quang. Sankhara Năng Asa Quang là khi mà mình tập thiền á, thì mình có thể là dứt được lậu hoặc hữu vi. Cái lậu hoặc này, Nguyên Như xin ôm lại, thứ nhất là có dục lậu là Kama Xá Quá, có nghĩa là những cái cách trầm ngâm theo lục dục ở trong đời sống này, hay còn gọi là mình mê chìm trong cái cõi dục. Cái thứ hai á, là cái hữu lậu, tức là pha hoa xá quá, là cách ngâm mình chìm đắm ở trong những cái cõi sắc giới hoặc là vô sắc giới, là hoặc là cái những cái vị mà dục giới đắc thiền. Và cái thứ ba là tà kiến lậu đích tha xá quá, là cách trầm ngâm hay là miệt mài theo những cái thường kiến chấp có, hoặc là đoạn kiến chấp không, hoặc là những cái và ngâm mình trong những cái sự mà không quán suốt, không có quán xét và không có thấu rõ những cái đặc tính pháp. Thì đây, khi đây là bốn cái lậu mà khi mà mình ngồi thiền
thì mình sẽ dứt hẳn những cái lậu này. Đến cái số 27 là phá quá bát thá san thinh út kha tề tí. Phá quá bát thá san thinh út kha tề tí, không cho tạo nhân tái sanh trong tam giới nữa. Khi mà mình tập thiền thì khi mà mỗi lần từ di thiền á, nó là một cái cực trọng nghiệp, thành ra cái phước của thiền khi mà mình tập nhiều là mình, khi mà mình đắc định, mình đắc thiền, hoặc là mình đắc được trong những cái đạo, những cái quả cũng là từ thiền mà ra. Trong những cái bài pháp đó quý vị, khi mà mình thực hành thiền minh sát đó, thì mình có thể là mình dứt từ từ những cái kiết sử. Thí dụ như là khi bậc một là mình diệt trừ được ba cái đức kiết sử đầu tiên là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Khi đó là cái bậc thánh bậc một. Đến cái bậc thánh bậc hai là mình đã giảm trừ được hai kiết sử nữa là dục ái và sân. Tới bậc thứ ba là đã tuyệt trừ được hai kiết sử là dục ái và sân. Và tới bậc thứ tư là tuyệt trừ được năm cái thượng phần kiết sử là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Ở đây nó cũng là cái nhân, nó ràng buộc, nó quấn mình, nó làm cho mình, nó kêu là nó trói buộc, nó ràng buộc mình trở lại trong tam giới. Thì khi mà mình tu thiền á, nó sẽ làm cho những cái kiết sử này nó lần lần mất hết, những lần lần mất đi, và có khi yếu đi theo từng cái bậc của cái những cái kết quả mà mình tu được theo bậc 1, 2, 3, 4 của bậc thánh. Và cái số 28 cũng là cái số cuối cùng là sanh năng đề tí là được kết quả sa môn. Mà các vị sư khi mà xuất gia tu hành cũng phải nhờ thiền nên mới được chứng những từng bậc của thánh quả, đến từ bậc toàn cho tới bậc A-la-hán. Đây là mục tiêu tối hậu của những vị xuất gia. Khi mà mình vào cái đạo, tức là mắt gá, tức là thánh trí mà đoạn trừ được phiền não, và quả phá lá, tức là thánh trí an tịnh được phiền não, thì khi mà mình có được đạo quả này cũng là nhờ thiền mà ra. Thì gồm có bốn thứ, Nguyên Như Xin nhắc lại, là mình đạt được đạo quả Tu Đà Vườn là Sotapatti mắt gá, Sotapatti phá lá, tức là Tu Đà Vườn, tức là đạo quả đó, đạo quả Tu Đà Vườn. Khi mà mình đạt được thứ hai là đạo quả Tu Đà Hàm, Sát Cá Đá Gá, hoặc là Sát Cá Đa Gà Mí Phá Lá, tức là đạo và quả Tu Đà Hàm. Số 3 là đạo và quả Ana Hàm, Ana Gà Mí Mắt Gá, Ana Gà Mí Phá Lá. Và cái thứ cuối cùng cũng là cái thứ tư là đạo và quả A-la-hán, A-ra-hát-tá mắt gá, hoặc là A-ra-hát-tá phá lá. Thì khi mà mình học thiền, mình tập thiền, mình từ cái lúc sơ cơ tới lúc mình vô sâu, mình phải học bao nhiêu năm, mình phải tập bao nhiêu lần, thì mình mới được từ cái người không biết gì hết, một người mà không biết đạo Phật là gì, rồi chưa bao giờ nghe thiền là gì, và thiền định khác thiền quán chỗ nào, và tôi phải tập ra làm sao, ngồi tréo chân bằng cách nào, hít thở ra làm sao. Quý vị thấy không, từ từ mình đi vô, đến khi mà mình tới cái bước cuối cùng đây là số 4, đạo quả A-la-hán là A-ra-hát-tá mắt gá, và hoặc là A-ra-hát-tá phá lá, thì mình đã đi được trọn vẹn cái con đường. Và làm sao ai trong chúng ta cũng có thể đạt được, rất là khó, nhưng mà như là những vị thầy của mình nói là khó, nhưng mà không có phải là không có được, nó chỉ rất là khó thôi, chứ không có phải không được. Tự vì Đức Phật đã làm được, và Ngài đã để lại cái giáo pháp cho tất cả chúng ta đây, là mình ráng mình học theo, và mình phải làm được. Nhưng mà Nguyên Như biết là nó rất là khó, và tất cả mọi người trong lớp mình cũng biết nó rất là khó. Và bây giờ là 10 giờ 24 phút, Nguyên Như cũng dùng cái kiến thức ít ỏi của mình để mà Nguyên Như ráng chia sẻ được 28 cái điều này. Nguyên Như thấy rất là hay, nhưng mà cái từ của mình nó chưa có đủ, phải học nhiều lắm quý vị, để mà có thể nói ra những cái bài pháp thiệt là tuyệt vời đó. Mình không có đủ vốn, mình không có đủ sức, mà mình phải tập nhiều lắm để mà
có thể nói được cái tâm, cái lòng và cái gọi là cái sự thích hành thiền và cái sự thích học pháp, để mà Nguyên Như có thể chia sẻ được với quý vị, có thể gọi là truyền được một chút xíu cái lòng ưa thích cho mình đối với quý vị đó. Nguyên Như cũng mong là quý vị sau khi nghe được hai cái bài mà 28 cái ân đức của thiền, quý vị sẽ thấy hoan hỷ và quý vị sẽ có một chút xíu gọi là gọi là cấy một cái hộp á, cái hộp mầm nhỏ xíu vào trong cái tâm thức của mình, là ít nhất á, cái thiền nó là cũng là một cái gì trong cái trời đất, nó không có cần phải tốn tiền tốn bạc nhiều, không có thể mình nói là mình không có tiền, mình không có thời thiền được, nó không có dính dáng gì cái tiền bạc hết, nó cũng không có dính dáng nhìn đến vật chất nhiều. Mình chỉ mình thích được yên ổn, mình thích được gọi là nhẹ nhàng, mình muốn được không có tham sân si nữa, và mình ngồi xuống, mình có thể mình có vài người bạn với nhau, hay là mình có thầy mình học, rồi mình có ngồi xuống, mình có thể hít thở, mình bắt đầu từ cái không biết gì hết, mà mình có thể đi từ từ, mình tiến tới cái cục một cái quả vị mà ai cũng rất là mong, ai cũng rất là muốn, cái đó cũng gọi là pháp dục mà mình rất là muốn, để một cái ngày nào đó mình cũng có thể thoát được trong cái tam giới này. Như không biết đó làm sao, nhưng mà rất là mong mỏi là chúng ta đây có thể đi đến bước cuối cùng mà không có bị những cái cản trở gọi là khủng khiếp, đến nỗi mà mình phải ngừng cái sự tu của mình lại. Và mình cũng mong là mình sẽ thực hành rất là nhiều ba la mật, thực hành rất là nhiều thiền sự, và mình ráng cùng nhau mình làm phước, phước vật chất và phước tâm linh, phước trí, phước đức, tạo được nhiều ba la mật, gọi là mình có thể gặp được nhiều bạn lành, nhiều được nhiều thầy giỏi, và nhiều được gặp chánh pháp nữa, và mình có thể cùng với nhau cứ như thế, và mình cứ tiến lên đến một ngày đó thì mình sẽ tới được những cái điều mà mình đã nguyện và như ý nguyện. Dạ, Nguyên Như xin kết thúc cái bài pháp ở đây. Và bây giờ Nguyên Như xin kính mời chị Nhung, Nguyên Như kính mời sư huynh Lý. Hồi nãy giờ mà Nguyên Như có nói cái chỗ nào có sai, xin chư vị có thể điều chỉnh lại để có thể là cho làm bài pháp được hoàn hảo thêm, để cho cái bài ôn của mình nó được hay hơn. Dạ, Nguyên Như xin kính mời chị Nhung, xin kính mời sư huynh Lý, xin kính mời anh thính pháp, và Nguyên Như xin kính mời toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin xuống. Dạ, hôm Nguyên Như em xin kính mời sư huynh Lý cầm mic trước nha, sư huynh Lý. Dạ, Nguyên Như xin mời anh ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Đà, Nam Mô Đàm Bà, Nam Mô Sang Kha, cả nhà nghe rõ, dạ, cảm ơn chị Thịnh Đồng. Con xin trí kính lễ ba ngôi tam bảo, kính lễ chư quý sư, cộng thần thể đạo tràng. Chúng ta có thể nghe được cái tấm lòng của Nguyên Như được gửi vào cái sự chia sẻ cái bài pháp rất là cái bài này thực ra để chia sẻ rất là khó là vì sao, là vì với những cái ân đức mà cuối cùng, những cái ân đức cuối cùng của 28 cái này là nói tới những cái tầng đạo, tầng quả, những cái trạng thái của những người chứng thiền chứng đắc, thì đương nhiên rằng đối với cái năng lực của chúng ta mà nó có hữu hạn, nó còn có giới hạn, thì Nguyên Như đã cố gắng dùng những cái kinh nghiệm trong cái việc hành thiền của mình để mà có thể chia sẻ như vậy. Thì cái điều đó là một cái điều rất là quý, rất được tán thán, và cũng qua đó với cái sự mà lời nguyện mà chia quả phước á, nghe nhỏ hả, về đỡ chưa? Xin lỗi nha, chờ xíu. Đỡ chưa đạo tràng? Dạ, cảm ơn cô An Nhiên. Thì
thì những cái điều mà Nguyên Như tâm sự những cái câu cuối cùng để cầu nguyện cho cái việc được tiến xa hơn trong cái chuyện tu hành, thành tựu các quả phước, phước vật, phước đức, phước trí, có được thầy lành bạn tốt, cùng dự nhắc nhau đi trong con đường mà Phật đạo, cho tới cái ngày mà tất cả chúng ta được thành tựu quả vô vi, tức là vô vi niết bàn. Cái điều đó thì rất là tán thán, có được cái tâm thiện rất là được xa thú, và cũng xin nguyện hồng ân Tam Bảo cầu nguyện cho, cầu chúc cho Nguyên Như và tất cả chúng ta được thành tựu cái ngày đó, sẽ là cái ngày nhất định sẽ đến nếu chúng ta biết vâng lời cái dạy của Đức Phật, cái vị đạo đứng đạo sư, chúng ta cứ tinh tấn nhẫn nại và nhiệt quyết với cái lòng thành. Thì như trong kinh điển thì Đức Phật ngài quả quyết rằng cái điểm đích nó cũng sẽ đến nếu mà con đường chúng ta được xác định một cách rõ ràng và với một cái chí nguyện gọi là bất thoái chuyển. Cầu chúc cho Nguyên Như và cả đạo tràng chúng ta sẽ có ngày thành tựu như ý nguyện mong cầu. Cái bài pháp Nguyên Như chia sẻ rất là hay phải không quý vị? Cố gắng có hơi xúc động trong đó, là vì đã gửi nhiều quá cái nhiệt tâm, cái nhiệt tình ở trong đó. Cố gắng đừng để xúc động, là vì cái trạng thái xúc động á, cũng do cái thọ nó làm chi phối. Ủa, chị tĩnh tâm không nghe rõ, bây giờ nghe được chưa? Nếu mà cầm micro lên để mà chia sẻ kinh nghiệm thiền thì ở đây cũng không có cái gì nhiều hơn cả, như là quá kinh nghiệm rồi, hành thiền mỗi ngày rất là tinh tấn đó quý vị. Ở đây thì ngày xưa có từng đi qua các thiền viện ở bên Miến Điện, giữa các thiền viện của ngài Chanaka, thiền viện Masi, dưới sự chỉ đạo của ngài Chatila. Ngài Chatila thì bây giờ đã tịch, ngài Chanaka thì tuổi bây giờ rất lớn rồi. Thì những cái kinh nghiệm nhỏ nhặt đó thì chắc có lẽ đa phần ở đây chúng ta cũng rất nhiều vị đã từng đi thực hành thiền Vipassana ở bên Miến Điện, thì cũng giống như là không dám mà múa rìu qua mắt thợ. Tuy nhiên chúng ta đặt cái niềm tin ở ngôi Tam Bảo, niềm tin của giáo pháp của Đức Phật, niềm tin của Đức Phật là vị đã thành tựu giác ngộ, và niềm tin ở những cái chư trưởng lão, chư vị thiền sư đã có kinh nghiệm, và chúng ta cứ ân cần chuyên tâm học hỏi. Thì có một vị thiền sư có một lần nói rằng đó là muốn mà đi đến đích được á, thì chỉ cần ra đường và hoạt động hai bàn chân. Tức là có thể chúng ta đi trật, có thể chúng ta đi đúng một đoạn nào đó đi trật, nhưng mà loay hoay trong tam giới này, nếu mà cứ ở như tự đóng cửa ở nhà hoài mà không chịu bước ra đó, thì chắc chắn là không đi tới đâu. Chúng ta cứ leo lên xe và đi, và chiếc xe của mình có những lúc đi đúng đường, có những lúc đi ngược đường, đi trật đường, nhưng mà rồi cũng lần mò dấu vết rồi cũng sẽ tìm ra. Còn nói chung là chúng ta đi tầm cầu mãi với cái pháp dục như là như đã nói, thì cái chuyện mà một ngày nào đó tìm ra được cái điểm đích mà mình chúng ta tầm cầu đến đó, là cái điều nó rất là khả dĩ. Là vì ở trong tam giới coi vậy, nó có ba giới, đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, đi lên xuống. Chúng ta đã đi lây hoay lẫn quẩn gọi là cái tam giới này cũng đã vô lượng kiếp rồi. Bây giờ thử nghĩ là đi, biết bao nhiêu vị Phật đã thành tựu đạo quả, biết bao nhiêu chư thánh tăng đã thành tựu đạo quả và đã ra đi. Chúng ta bây giờ còn ngồi đây, cứ còn lanh quanh lẫn quẩn. Đó là do, không phải là do người trước người sau đâu, là vì có đi đúng đường hay không đúng đường, và có chịu đi hay không, đó là một cái yếu tố rất là quan trọng. Theo như cái yêu cầu của Như thì cầm micro để chia sẻ một số cái vấn đề như vậy thôi, chứ thực ra thì nếu một ngày nào đó mà đến đạo quả rồi thì có chắc có lẽ là có
khả năng là chia sẻ nhiều hơn, nhưng mà hôm nay thì chưa đến mức độ đó. Những cái ân đức của thiền á, ở đây đó, hồi nãy có một cái phần mà Nguyên Như đưa ra là không biết là cái ân đức đó cho cái chính bản thân của đương sự là người hành thiền, hay là cái ân đức đó là có lợi ích cho những người xung quanh. Thì chúng ta phải hiểu một điều rằng á, là 28 điều này, thiền này, 28 cái ân đức này là phải cho cái người, trước tiên bắt buộc phải cho cái là cái quả phước cho cái bản thân của người thiền sinh, cái người hành thiền trước cái đó. Tại vì chúng ta có thể hành thiền và xung quanh chúng ta có người, và chúng ta cũng có khả năng hành thiền mà xung quanh không có người, thì không có lý do gì mà cái ân đức đó được diễn tả cho cái người xung quanh trước cái đã. Phải là cho bản thân cái của đương sự, phải có cái lợi ích cho chính họ. Rồi cái chuyện mà cái đó là cái điều chánh. Còn cái chuyện phụ là cái người có tu, có được cái niềm an lạc, có đủ tâm từ, có những cái gọi là từ trường như Nguyên Như nói, mà những người xung quanh được lợi lạc hay không, là tức là nó còn phụ thuộc vào cái vấn đề là có người xung quanh hay không. Nhưng mà tu là điều Đức Phật Ngài khuyến khích cho tất cả những người cần phải tu, chứ không phải là khuyến khích cho chúng ta tu để có cái sự gọi là quan sát của những người xung quanh. Cái điều đó chúng ta phải nhận thức rõ là như vậy. Trước tiên là phải có cái lợi ích cho cái người đương sự ra. Còn cái chuyện những người xung quanh được lợi lạc hay không, đó là vấn đề khác nữa. Nếu có, thì cái đó cũng là thiện ý, mà cũng có thể sau này như xác minh lại. Chứ ở đây thì không phải là qua đọc sách hay gì đó, nhưng mà cái đó là một cái tư kiến cho rằng cái lợi ích đó là phải đến với cái đương sự của vị hành thiền trước cái đã. Cũng đến đây cũng xin mời những vị nào có kinh nghiệm hành thiền, có những cái kinh nghiệm nào, hoặc là trong con đường mà chúng ta tu thiền nó có những cái trạng thái tâm lý của danh và sắc làm sao đó, mà sau cái thời gian mà hành thiền có những cái kinh nghiệm gì mà có thể có chia sẻ và mang được lợi ích lại đối với cả đạo tràng, thì con cũng xin mời tất cả chúng ta cùng đóng góp để mà có thể chia sẻ với nhau những kinh nghiệm đó, cũng là những cái điều rất là lợi ích để mà chúng ta có thể đến khi nào mà mình mà rơi vào những hoàn cảnh như vậy đó, thì chúng ta sẽ có cái hành trang tư lương để mà chúng ta có thể đối diện hoặc là ý thức được, hiểu được cái vấn đề. Dạ, xin rất là sa thứ tán thán cái công đức của mình Như đã chia sẻ cái bài pháp một cách rất là trôi chảy. Tuy nhiên cái khả năng của chúng ta nó tới mức độ nào thì chúng ta chia sẻ tới mức độ đó, quan trọng là với cái tâm thiện, với cái sự nhiệt tình và nhiệt huyết. Rất là sa thứ, và cũng nguyện hồng ân tam bảo này cũng sẽ cho tất cả chúng ta sẽ thành tựu được tất cả những quả phước như cái nguyện mong cầu đều nhau cả thầy. Rất là sa thứ. Dạ. Dạ sa thú, sa thú. Dạ Nguyên Như con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm. Dạ sư Thanh Tâm, sư có thể dạy chúng con thêm một số về những cái Nguyên Như có 28 điều này. Dạ sư có chiếc máy không bạch sư? Dạ con xin dâng mic lại cho sư Tâm ạ. Dạ mô Phật. Dạ, con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô, kính chào đạo tràng. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, cảm ơn Nguyên Như rất nhiều. Đề tài 28, cái ích lợi của sự hành thiền. Dạ, thưa quý vị, cái chuyện hành thiền đó, nó có nhiều cái lợi lắm quý vị. Dạ. Nó đi từ bất thiện thành thiện, và nó có nhiều cái lợi ích khác nữa. Yeah. Như 28 điều mà quý vị đã nghe qua. Thì khi mà một người mà tu đúng
đúng thiền đó, thì người đó được an vui, được khỏe mạnh, được nhiều lợi lạc. Thì cái người đó được an vui, cái người đó từ bi hỷ xả, thì cái người chung quanh đó thì cũng được hưởng theo. Chứ mình mà khổ thì mình sẽ làm những người chung quanh mình khổ. Còn mình mà có trí tuệ, được từ bi hỷ xả, được an vui thanh tịnh đó, thì lợi mình, lợi người, những người chung quanh mình cũng sẽ được nhiều lợi lạc. Thì qua cái bài hôm nay là quý vị thấy nhiều cái sự lợi ích của hành thiền ha. Cho nên mình phải học thiền, phải nghiên cứu về thiền và thực tập thiền, thực hành. Tại vì thiền nó có nhiều lắm, nhiều nhiều loại thiền lắm quý vị. Mà suy nghĩ là mình nên nghiên cứu về những cái loại thiền mà chính Đức Phật dạy đó. Thì nó mới đi đúng đường lận. Thì quý vị thấy Đức Phật dạy rất là nhiều cái phương pháp thiền ha. Ví dụ nói về thiền định đó, nó tới 40 đề mục thiền định. 40 đề mục thiền định. Rồi thiền quán á, thì nó có 30 quán và 32 thể trược nè, quán về cái thân của mình nè, rồi quán về năm điều quán tưởng nè, năm điều quán tưởng, quán về già bệnh chết, rồi chia ly rồi ha, rồi tứ niệm xứ, tứ niệm xứ nếu nói đủ thì bát chánh đạo. Cho nên mình phải nghiên cứu, phải có thầy, phải có minh sư thì mình mới tu đúng được quý vị. Tại vì thiền nó nguy hiểm lắm. Cái thứ hai á, lỡ mà mình đi mình tu sai đó, cái bản ngã của mình nó càng lớn ra. Nó thay vì tu để cho nó bớt đi, bớt cái bản ngã, bớt cái ngã đó, thì có nhiều người không biết, tu không có thầy chỉ dẫn, rồi cái ngã nó càng lớn ra. Mà lớn á, thì cái tham sân si nó tăng lên. Thay vì mình tu á, để mình thấy cái vô ngã, để cho nó hết tham sân si. Thành ra tu thiền là phải có thầy, phải có thầy. Rồi cái thứ hai nữa đó là cái đề mục tu thiền á, nó phải thích hợp, nó phải hợp với lại từng từng tâm tánh của mỗi người nữa. Thì chứ không phải mình tu pháp môn nào cũng đúng đâu, cũng được đâu, không phải. Trong thời Đức Phật cũng vậy đó, có nhiều đệ tử của ngài, như nhiều ngài Xá Lợi Phất nhận đệ tử đó, mà sau khi dạy kinh dạy luật rồi tới cái phần dạy thiền á, mà cái người đó mà tu không đúng cái pháp, ví dụ ngài Xá Lợi Phất cho dạy, ví dụ cái người đó niệm về hơi thở, người đó niệm không hợp với căn cơ của họ, họ niệm họ tu hoài phiền não còn y nguyên à. Cho nên phải đến gặp Đức Phật. Đức Phật mới đổi cái đề mục, tại vì Đức Phật biết cái tâm tánh của người đó tu đúng phương pháp. Bởi vậy tu thiền không phải là chuyện đơn giản đâu nha quý vị. Nhưng ít nhất là mình cũng phải tu đúng theo những cái phương pháp của Đức Phật. Thì cho dù bước đầu mình chưa có đúng đi, mình có bị trục trặc đi, mình có thể đổi qua đổi lại. Chứ còn mình tu theo những cái phương pháp mà ngoại đạo á, nó nguy hiểm lắm. Rồi nó sanh ra bùa chú rồi nữa, dính mắc đủ thứ chuyện, tiền tài danh lợi, dễ sợ lắm quý vị nha. Cho nên mình phải có văn tư tu ha, văn tư tu. Thì bây giờ trở lại câu chuyện thiền á, thì căn bản là quý vị biết chúng sanh mình nó có sáu cái tánh, sáu cái
cái tánh đó là thứ nhất đó là tham sân si à. Cái này là phổ thông ai cũng bị cả, ai cũng có tham sân si. Rồi cái tánh có người thì nặng về đức tin à. Rồi có người nặng về tinh tấn à. Rồi có người nặng về trí trí tuệ. Thì sáu cái đức tánh phổ thông này ai cũng có. Rồi từ đó ha, mình là người hiểu mình nhất. Với lại cái thứ hai á, là xong có khúc người có lúc. Thứ nhất là mình phải hiểu mình thuộc về cái nào, cái đức tin hay là tinh tấn hay là trí tuệ, để rồi mình chọn cái pháp môn đúng với mình. Ví dụ như cái người mà thuộc về trí, nặng về trí đó, thì họ tu thiền quán chẳng hạn ha, quán vô ngã chẳng hạn. Ví dụ cái người mà nặng về đức tin thì họ phải tu phương pháp niệm Phật chẳng hạn à. Còn cái người mà nặng về tinh tấn đó, thì họ bố thí chẳng hạn. Thì cái đó nó phải đi chung với nhiều 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 cách à. Ví dụ như cái người mà có trí, nặng về trí, thì người đó cái chính của họ đó là tu thiền quán tứ niệm xứ, nhưng họ cũng phải đi phụ thêm những pháp khác nữa, ví dụ như bố thí nè, giữ giới nè, tụng kinh nè, niệm Phật nè, từ bi hỷ xả chẳng hạn. Mọi người nặng về đức tin thì họ nặng, ví dụ nặng về niệm Phật họ niệm Phật, nhưng mà những cái pháp phụ kia cũng phải tập nữa. Mười pháp ba la mật á, hoặc là mười pháp thập phúc hành tâm á, phải đi chung nữa, thì nó mới bớt bớt phiền não ha. Với lại cái thứ hai là xong có khúc người có lúc, có những lúc á mình hợp với cái pháp này, có những lúc mình hợp với cái pháp khác. Ví dụ như có những lúc mà mình thích niệm Phật ha, rồi có những lúc mình thích niệm về từ bi hỷ xả, có những lúc mình thích về tụng kinh ha, có những lúc mình thích về niệm đề mục đất nước lửa gió gì đó à. Cho nên cái chuyện tu thiền mà muốn được nhiều cái lợi lạc đó là phải có minh sư à, không đơn giản đó. Rồi với lại một cái điểm nữa là khi mà mình tu thiền á, mình phải biết cái tâm của mình nha. Nếu mà mình thấy càng ngày đó mà mình thấy mình được an vui nhiều hơn à, khỏe mạnh hơn, tốt đẹp hơn, từ bi hỷ xả nhiều hơn, trí tuệ hiểu biết nhiều hơn, khiêm nhường nhiều hơn, thì là mình biết mình tu đúng đường. Còn á, mình tu mà càng ngày á, mình càng tham sân si nó càng nhiều, ngã mạn nó càng tăng á, là mình phải coi lại đó. Cho nên cái chuyện học kinh nó quan trọng vô cùng. Nội quý vị thấy không? Cái chuyện mà hạnh phúc kinh đó, hai cái câu đầu tiên á là nó giúp ích cho mình rất là nhiều. Thứ nhất là Đức Phật nó không gần gũi, không thân cận người ác xấu. Mình đi tu mà một mặt thì đi tu, một mặt thì đi về nhà rồi thân cận những người ác xấu là hư đường tu rồi. Thì mình cứ nói chuyện rồi mình nghe những cái chuyện phiền não không à, tâm mình nó bệnh hoạn lắm. Cái thứ hai là rất là cái thứ hai là phải thân cận bậc trí hiền ha. Đó, những bậc trí đó, những bậc minh sư đó, họ tại họ, họ, họ tu thiền, họ có văn tư tu, họ có từng trải rồi, thành ra mình gần gũi với họ, họ thấy mình kẹt chỗ nào họ gỡ giùm cho mình, họ giúp mình nó vượt qua được năm cái triền cái, đó là tham sân, rồi hôn trầm trạo cử, hoài nghi phóng tâm ha, hoặc là 10 cái kiết sử đó, thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, rồi tham sân
rồi dính mắc vô sắc ái, vô sắc ái, rồi phóng tâm, phóng vật, ngã mạn, vô minh rồi đó. Đó, mấy cái đó nó quan trọng lắm quý vị. Thành ra ước mong quý vị có nhiều phước đức, có nhiều phước báo. Thứ nhất là gặp được minh sư để chuyện tu tập của mình nó được thăng tiến, nó được thăng hoa. Chứ cái người mà vô phước tu không có tiến bộ, không có được lợi ích đâu quý vị. Khổ gì đó. Nó còn phải đi với cái phước của mình nữa, cái nghiệp của mình nữa, chứ không phải đơn giản. Tại vì cái người mà có phước á, có thiện nghiệp á, thì họ mới gặp được minh sư, rồi minh sư người ta giảng, rồi người ta hiểu rồi người ta tu đúng, người ta có đạo quả. Cái chuyện tâm linh này nó phức tạp như vậy đó. Không phải ai tu cũng được đâu, không có. Có nhiều người cũng tu dữ lắm á, tinh tấn siêng năng lắm á, đi tầm sư học đạo dữ lắm á. Nhưng mà do cái nghiệp, cái nghiệp họ vô đó, thầy thì giỏi đó, môi trường thì tốt đó, nhưng mà họ học không có được. Họ học rồi phiền não tùm lum á, rồi chướng duyên tùm lum á, rồi họ quay trở về. Thành ra Đức Phật nó có bốn hạng người á. Hạng người á, phước á, từ sáng cho tới sáng. Hạng người thứ nhất ha, từ sáng tới sáng. Có hạng người á, từ tối cho tới sáng, đó là phước ha. Còn có người nghe từ sáng tới tối, cái đó là tội nghiệp lắm á. Từ sáng tới tối, rồi có người á, từ tối tới tối, chết gì nữa chứ. Từ tối cho tới tối là thua, từ thua tới thua, chị thấy không? Mình phải tạo cái thiện nghiệp dữ lắm. Cũng không có dễ đâu. Ước mong tất cả quý vị được nhiều phước báo và có những cái thiện nghiệp, gặp minh sư, tu hành tinh tấn, mau đến nơi giải thoát. Sư xin kính chào tạm biệt đạo tràng nha. Sư có mấy lời chia sẻ như vậy. Thì sư xin phép chư tôn đức tăng phúc chúc cho đạo tràng. Sappi tiyo vivacchantu sapparogo vina satu mate bhava tuantarayo sukhi diga yukho bhava apivadana silisanichang buddha bhajajino chattaro dhamma vathanti ayuvanno sukhang balang. Người có trí là người hay thấy thọ, thấy lực, thấy sắc đẹp, thấy trí tuệ. Người có trí là người hay thấy sự an vui thì hằng được sự an vui. Người tinh tấn thấy thọ, thấy lực, thấy sắc đẹp, thấy trí tuệ, người ấy khi tái sanh trong cõi nào đều được trường thọ và sáng cả. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Mô Phật xin kính chúc quý vị được an vui khỏe mạnh, tu hành tinh tấn, mau đến nơi giải thoát. Xin kính chào tất cả quý vị ạ. Buddha mô tham ma giá nam mô sang kha giá. Con kính ảnh lễ sư Thanh Tâm, kính lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào toàn thể quý đạo hữu. Và cũng kính cảm ơn Nguyên Như chia sẻ bài pháp 28 ân đức thiền rất là hay và rất là hoan hỷ lợi lạc đến cho đạo tràng. Kính cảm ơn Nguyên Như một lần nữa. Và sau đây con kính mời toàn thể đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Acha sattha cha bhummattha deva naga mahitika bunyang no anumoda
năng tu chi rằng rắc khăn tu sa sa năng a ca sắc tha cha bùm mắc tha đệ hoa na ga ma hi thi ca bùn nhăn nô a nu mô đăng tu chi rằng rắc khăn tu nô ga ru a ca sắc tha cha bùm mắc tha đệ hoa na ga ma hi thi ca bùn nhăn nô